Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Thì hôm nay mình sẽ lấy Saurus X30 đi bót nước các bạn. Này là đi với bót già. Bót già thì mình dùng đội hình này. Con hải sát của mình thì mình chưa có nâng nâng bật lên, cũng như là chưa nâng xích nên nó hơi yếu. Gần như là CC gây chón liên tục các bạn. Các bạn thấy bot, có thể thấy là bot bị chón liên tục, không làm được gì luôn. Một tỷ đêm các bạn. Ok, không biết được bật gì. Một tỷ đao nhưng mà mới chỉ có đây mình 5 thôi, khiếp thật. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Thank you.
1 tỷ 2 đam thì mới được Diamond 4. Để mình xem trên bảng xếp hạng thử. Khiếp các bạn, bạn này đam tới 7 tỷ mấy. Dùng team giống như mình nhưng mà con của các bạn mạnh hơn. Hầu, song sinh, Rowan đều có bông tai hết rồi. Kể cả con hệ sát cũng có bông tai nữa. Rồi ok. Vậy với Saurus kéo thì mình được Diamond 5 với 1 tỷ đêm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào tạm biệt.